Thưa quý vị, cách đây 60 năm, để đáp ứng yêu cầu vận chuyển vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ, ngày 23 tháng 10 năm 1961, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định thành lập đoàn 759 làm nhiệm vụ vận chuyển chiến lược trên biển, chi viện chiến trường, đánh dấu sự ra đời của đường Hồ Chí Minh trên biển. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở con đường huyền thoại này, sáng nay ngày 21 tháng 10, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân và Học viện Chính trị khu vực 3 đã đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, giá trị lịch sử và hiện tại. Tại hội thảo, các đại biểu đã có 27 tham luận về những nội dung như bối cảnh ra đời đường Hồ Chí Minh trên biển, tầm nhìn chiến lược, sự sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật chiến tranh dân dân Việt Nam của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương trong việc mở đường Hồ Chí Minh trên biển, những nhân tố chủ yếu làm nên thành công của con đường huyền thoại này, vai trò của đường Hồ Chí Minh trên biển đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bài học kinh nghiệm từ việc mở đường Hồ Chí Minh trên biển trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Hội thảo là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong toàn quân và toàn dân ta, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước, đồng thời tạo khí thế và động lực mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.